Chào các bạn, hôm nay Bá Long chia sẻ các bạn một câu chuyện về đặc điểm của giang hồ các tỉnh thành. Giang hồ ở tỉnh nào, giang hồ của tỉnh nào số má nhất? Thì theo góc nhìn của Bá Long thì giang hồ thì ví dụ ở ngoài Bắc thì có một số thành phố lớn, ví dụ như là Hải Phòng, Hà Nội rồi Nam Định. Thì đó là những cái từ xưa đến nay mà cái lúc mà bắt đầu Long lớn lên đó, thì Long lớn lên cho đến giờ thì Long thấy là những cái ba cái tỉnh đó này chính là những cái tỉnh mà có những người giang hồ, tương đối nhiều những người giang hồ nổi tiếng, nhưng chủ yếu thì vẫn là Hà Nội và Hải Phòng. Giang hồ Hà Nội thì sau này, kể cả về sau này mà khi mà vấn đề mà xã hội phát triển mở cửa làm ăn thì bắt đầu từ giang hồ ngoài Hà Nội, ngoài Bắc vào trong Sài Gòn rất là nhiều. Thì cả kể cả là trong ở trại giam vẫn là trong ở ngoài xã hội thì Long tiếp xúc thì Long thấy Nam Định nó chỉ là cái thành phố nhỏ thôi, tỉnh nhỏ nhưng mà nó là cái thành phố, nó có cái bề dày về thành phố nó cũng lâu rồi, nên tệ nạn nó cũng nhiều, nhưng mà giang hồ thì nó, tức thành phố nó nhỏ nên là giang hồ nó ít hơn. Nhưng mà về cái, còn về cái lĩnh vực về giang hồ Hà Nội thì tương đối rất nhiều những người giang hồ, cũng rất nhiều người số má tên tuổi. Nhưng giang hồ, cái đặc thù của giang hồ Hà Nội thì làm ăn theo một cái mảng khác. Ví dụ như là đa số thì về những cái lĩnh vực về, ví dụ như là về dự án hay là về đầu tư về những cái mảng giải trí, phần nhiều, phần đa là như vậy. Đấy là cái đặc thù của giang hồ ở ngoài Hà Nội thì những người tên tuổi số má. Còn đương nhiên là làm tín dụng cũng rất là nhiều chứ không phải là không có. Nhưng nó, tức là nó đa dạng hơn về cái vấn đề về lĩnh vực về kiếm tiền. Đó thì số má mà. Nó còn giang hồ Hải Phòng thì theo Long nhìn thì không thể so sánh được là Hà Nội với Hải Phòng hay ở đâu là ai hơn ai cả. Ở Hà Nội thì về một cái lĩnh vực về làm ăn, về kinh tế và mọi cái quan hệ mạnh hơn. Thế nhưng giang hồ Hải Phòng thì lại về cái lĩnh vực là thành phố cảng mà. Thế nên là làm ăn về cái mảng mặt trái, ví dụ như là cũng là giải trí, về cái mảng giải trí, rồi chủ yếu là cho vay và đòi nợ. Nên làm về những cái mảng mặt trái nó mang tính chất là nó nóng bỏng hơn. Mà hơn nữa là cái số lượng người rất là nhiều. Ví dụ như quận ở Hải Phòng cũng rất là, có mấy quận, tôi không nhớ là có mấy quận nữa, nhưng mà có rất nhiều quận, rồi có rất nhiều huyện nữa. Đó nên là khi mà làm ăn thì cũng là có cái sự gắn kết với nhau, nó rất là đông. Nên đi đến đâu thì giang hồ Hải Phòng đi đến đâu thì cũng rất là xô má. Trên cái phương diện là cái góc độ mà cái nổi nó là như thế. Thì giang hồ Hải Phòng thì tương đối là đi đến đâu cũng rất là nổi tiếng, rất là nó đông đảo. Thế gọi là đoàn kết với nhau. Đó thì theo Long nghĩ là như vậy. Giang hồ Hải Phòng tương đối nổi tiếng về những cái mảng đó. Với lại Hải Phòng cũng tương đối là cũng có kinh tế, cho nên là cũng có thể là đã cũng gây được rất nhiều tai tiếng. Đó thì Long hiểu là như vậy. Nhất là giang hồ Hải Phòng thì cũng hay làm ăn về cái mảng về giải trí rồi casino và cả bài bạc. Đấy, nên là nó sẽ gây nổi tiếng hơn rất là nhiều. Đó. Nhưng thực sự ra để nói hơn thì Long nghĩ là giang hồ nào nó có mỗi giang hồ, nó có mỗi tỉnh nó có một cái đặc thù riêng. Còn giang hồ Nam Định thì đương nhiên làm sao, vì số lượng người ít hơn. Về cái vấn đề số lượng nó là quan trọng rồi. Nó đi xa mà làm ăn thì số lượng đông mà bảo vẫn kết được với nhau, đấy nó là mạnh rồi. Đó. Mà muốn làm được cái việc đó thì phải cái người mà gắn kết, người đứng lên để mà dẫn đầu thì phải gì? Thứ nhất là phải có kinh tế rất là mạnh, phải có quan hệ. Cái quan trọng nhất vẫn là phải có quan hệ. Phải có những cái người đứng đằng sau để đỡ đầu thì mới có thể là gây thanh thế được. Nhưng Nam Định thì có cái điểm yếu là như vậy, tức là kinh tế không có, mạnh ông nào cũng thắng, tức là không gắn kết được với nhau. Nó không có rất nhiều những cái yếu tố để mà không có thể được. Nhưng mà dân giang hồ Nam Định thì không phải là không có tên tuổi, mà không phải là không có bản lĩnh, thì người ta vẫn thường có câu gọi là trai nam gái hải mà. Đấy thì theo góc nhìn của Long như vậy. Đấy là nói về những cái tỉnh thành phố ở ngoài miền Bắc, đặc trưng là mấy cái thành phố đó. Nhưng thực ra thì về sau này mà khi phát triển lên, xã hội phát triển lên để trong cái vấn đề cái lĩnh vực thì làm ăn thì nó sẽ có rất nhiều những cái vấn đề nó đụng chạm, nên thì bắt đầu là rất nhiều thành phố cũng nổi lên. Ví dụ như là tôi nói, ví dụ như là cái mạng ở Quảng Ninh đó, Móng Cái. Thì Móng Cái làm sao, thì giang hồ Móng Cái thì cũng có những gì, cũng có rất nhiều những vụ án, cũng rất nhiều người giang hồ nổi tiếng ở đó. Đó vì nó giáp danh là cửa khẩu đó, thế nên là nó có những cái vấn đề về cọ sát về vấn đề về kinh tế, thế nên là nó cũng như kiểu là một cái nơi để mà hội tụ làm ăn để kiếm tiền rất dễ, thì nó sẽ phát sinh ra vấn đề về mặt trái về giang hồ. Thì họ cũng đâu có sợ ai, vì sao, vì là giang hồ mà thì gọi là gì, gọi là rừng nào thì có cọp nấy. Thế nên là các tỉnh lên thì để mà nói thì cũng
mình có thể số má được cả tỉnh mình thôi, nhưng mà lên đó thì mình có gì phải đi đâu, mình phải theo đó thôi. Đó. Chứ để mà chiếm lĩnh được cái địa bàn của họ thì nó cả một cái vấn đề. Đó. Thế nên cũng không thể nói được là giang hồ tỉnh nào là có thể là số má nhất được. Đấy thì theo góc nhìn là của Long như vậy. Ví dụ như là ở Móng Cái thì họ có gì, họ có cái thế mạnh, có cái cửa khẩu, nên là họ có thể điều khiển được vấn đề đó để họ có cái kinh tế. Thì cái kinh tế mà là cái quyết định chính. Thì khi mà họ có kinh tế thì họ sẽ có quan hệ, thì chính là những cái đấy đằng sau, đấy nó mới là cái mạnh đằng sau. Đấy gọi là theo Long nghĩ thì đấy là cái hậu phương nó mạnh đằng sau. Đấy là về cái đặc trưng của cái tỉnh Quảng Ninh là như thế. Đây là mới là Móng Cái, còn ở Quảng Ninh thì gì, giang hồ Quảng Ninh mà sau này nổi lên thì cũng rất là nhiều những người tên tuổi, rất nhiều cộng cán. Cái đặc thù, nhưng mà đặc thù của Quảng Ninh thì gì, giang hồ Quảng Ninh là gì, thì gọi là vàng đen mà. Họ có mỏ, họ cứ đào đất, đào than, họ bán thôi, họ có tiền, họ rất là nhiều tiền. Đó, cái tiềm lực kinh tế của họ rất là, tiềm lực kinh tế nó mới là quan trọng. Mà khi họ có tiền được thì họ có thể là gắn kết được với nhau. Để mà nói đi nơi khác thì họ cũng chả phải là họ sợ giang hồ các tỉnh đâu. Thế nhưng mà cái vấn đề lĩnh vực là họ có cái hậu thuẫn là cái vấn đề về cái mảng kinh tế họ có rồi. Nên họ cũng không phải đi ra ngoài họ làm ăn. Đó, nên là cũng không va chạm. Chứ không phải nói là họ không có số má, không có tên tuổi. Chứ còn nếu như mà các tỉnh khác mà lên bến bãi của họ, lên lò than mà thích họ mà tranh giành xem. Thì cũng... thì nói chung là nên là rừng nào cọm đấy mà, nên là Quảng Ninh hoặc ví dụ các tỉnh khác mà số má mà lên nó mà cướp bến cướp bãi của họ xem đó, họ cũng đầy đủ những cái họ phang bẹt liền, cũng không thể nào là nói được là tỉnh nào có thể là số má nhất được. Đó là theo cái góc nhìn của Long như thế. Đấy là nói về vấn đề về Quảng Ninh thôi. Còn này còn tiếp đến là gì, ví dụ như là Lạng Sơn nữa đi. Lạng Sơn thì một thời giang hồ Lạng Sơn cũng rất là nổi tiếng ở chỗ nào, về cái thời đó Long nhớ năm 1989 thì bắt đầu thời mở cửa, thì đó là dân Nam Định thì cũng đi lang thang lên trên đó để trộm cắp ở trên Lạng Sơn đó, thì nó là cửa khẩu với Trung Quốc mà. Đó nên giang hồ ngoài đó thì giang hồ Lạng Sơn thì nổi đình nổi đám cũng rất là nổi tiếng. Lúc mà bị dẹp loạn á thì giang hồ Lạng Sơn, vậy khi mà xã hội mở cửa, đã cửa khẩu mở một cái thì giang hồ Lạng Sơn cũng nổi lên rất là nhiều. Nên giang hồ các tỉnh lên trên đó cũng không, nói chung là cũng rất là khó để mà chiếm lĩnh được cái địa bàn của họ. Vì họ cũng đầy đủ, họ hàng nóng rất là nhiều, gần Trung Quốc mà, không thiếu gì hàng nóng. Đó, mà toàn những loại hàng nóng hổi. Vì sau này thì giang hồ Lạng Sơn cũng là mỗi một lần bị truy quét, bị bắt hoặc là bị gây án, cái vụ án bị bắt thì nằm trong trại giam vậy. Mà giang hồ Lạng Sơn thì rất là nổi tiếng về cái vấn đề, về sau này năm 91-92, Long nhớ là bắt đầu nó nổi ra cái sự việc mà về những cái chất gây nghiện, ví dụ như là đô la găng với xerosen, với morphine, đó, mấy cái loại đó. Thì giang hồ Lạng Sơn rất là nổi tiếng về cái vấn đề đó. Vì họ nhiều tiền mà, cửa khẩu giáp danh Trung Quốc, tất cả buôn bán là các tỉnh phải đi lên trên đó. Nên họ chỉ cần đó là họ bảo kê những cái cửa khẩu, họ đã đủ tiền thu nhập này. Nên là giang hồ Lạng Sơn rất là nổi tiếng về cái vấn đề về sử dụng những cái loại chất kích thích đó. Đó. Vì những cái chất kích thích đó như đô la găng, mấy móc phi, mấy sen giấy ngày xưa thì nó rất là mắc tiền. Mà họ sử dụng rất là nhiều, vì số lượng họ kiếm tiền rất là nhiều. Mà nó sử dụng những cái loại đó thì cái loại chất kích thích như là không sợ đau, nó chung không sợ chết. Đó. Nên là nói là giang hồ Lạng Sơn để nói, và kể cả một thời gian này về sau này, họ khi mà ở đâu thì họ có số lượng đông cái thì họ cũng đều gì, họ cũng rất là nổi đình nổi đám. Đó là theo góc nhìn của Long, đấy là mới có nói sơ qua mấy cái tỉnh ở ngoài miền Bắc thôi. Nên giang hồ là những cái đặc thù và những cái giang hồ mấy tỉnh ngoài phía Bắc. Đó, còn về sau này còn rất nhiều thành phố, ví dụ như Thái Bình rồi Ninh Bình các thứ lên thành phố rất là nhiều, Hải Dương ở dưới cũng rất là nhiều giang hồ, cũng không thể biết được rừng nào cọp nấy mà. Xong tiếp là nói là nếu về những cái miền tỉnh giang hồ, những tỉnh miền Trung Bắc Trung Bộ, ví dụ như là Thanh Hóa và những bạn Thanh Hóa rồi Nghệ An, hay Long kể các bạn là giang hồ Nghệ An cũng có những cái gắn kết với nhau rất là mạnh. Đó. Như là người thường, như mọi người vẫn nói là họ đoàn kết, đó nên là họ cũng rất là tai tiếng. Ví dụ là trong Sài Gòn nó có những cái khu vực riêng, ví dụ như cái bến xe Lam Hồng nó cũng một thời cũng rất là nổi đình nổi đám, toàn là dân giang hồ Nghệ An họ nắm. Đấy là Long mới là những cái tỉnh thành mà Long biết đó, nên là rất là nhiều. Thì mình không thể nào mà mình có thể biết được, là mình có thể nói được là giang hồ ở tỉnh nào có thể là số má nhất được, cái điều là không thể đó. Còn khi mà mình tiếp xúc để làm ăn thì mỗi người có một cái làm ăn, có một mảng lĩnh vực khác nhau. Nói giang hồ thì các bạn cứ nghĩ như vậy thôi, nhưng thực sự ra bây giờ xã hội làm ăn mà giang hồ đụng nhau thì đó, không ai người ta dùng bạo lực hay là dùng cái này cái kia để người ta giải quyết sự việc, đều là đối thoại gặp gỡ nhau.
Đó thì thông qua người này, thông qua người kia, rồi tỉnh này, tỉnh kia cũng đều biết nhau hết, đều giải quyết với nhau về vấn đề bằng đối thoại thôi. Chứ để mục đích để kiếm tiền chứ cũng không ai người ta mang cái tính chất bạo lực hay là thế này thế kia để tranh giành địa bàn thì tôi nghĩ là không có. Vì mỗi một, ví dụ mỗi một cái lĩnh vực để mà khi mà trong vấn đề, một cái vấn đề nó làm ăn, ví dụ như là đi lấy nợ hay là cho vay tiền này đó, mà khi mà hai tỉnh đã đối diện với nhau rồi thì đều có những cái gì, cái mấu chốt cũng đều là đối thoại nhau để giải quyết. Đấy, nên cũng rất khó để mà xảy ra cái vấn đề mà va chạm đó, vì cũng chả ai sợ ai cả, chả tỉnh nào sợ tỉnh nào cả. Nhưng mà về cái đặc thù chung thì ví dụ như là Long Thế tiếp xúc thì cũng là như giang hồ Hải Phòng thì Viên Đông rất nổi đình nổi đám đó, vì số lượng rất là đông, cũng rất là nhiều quận huyện đó, nên thì long hiểu là như thế. Thế còn Hà Nội thì sao, vì không phải là họ không vì cái lĩnh vực họ làm ăn giang hồ, lĩnh vực làm ăn của Hà Nội là họ, thứ nhất là họ gì, họ có mối quan hệ, và hai là cái đầu óc của họ. Giang hồ tỉnh nào mà có đầu óc nhất mà làm ăn giỏi nhất thì theo Long nghĩ là chính là giang hồ Hà Nội. Họ có đầu óc, họ có mối quan hệ, họ làm ăn, họ lặng lẽ họ làm thôi, chứ họ không có nổi đình nổi đám như vậy đó. Nên chính vì như vậy cho rằng là họ không số má, nhưng không phải đâu. Số má đấy tức là tất cả mỗi tỉnh nó có một cái đặc thù riêng, có một cái tính cách riêng, có một cái cung cách làm ăn riêng đó. Nhưng mà đến khi mà gặp nhau trên một cái lĩnh vực nào đó giữa tỉnh này với tỉnh kia thì đều có những cái người như gọi là những người anh lớn đứng ra để giải quyết, để dàn xếp. Đó là theo góc nhìn của Long là như vậy. Chứ chưa nói đến là trong giang hồ, trong Sài Gòn thì nó chia ra rất là nhiều nữa. Ví dụ là miền Tây Nam Bộ này, miền Tây Nam Bộ thì bây giờ nó thuộc vào mười mấy tỉnh. Thì vì sao? Vì Long biết được, vì cái khoảng thời gian mà năm 97, năm 99 là Long nằm bị bắt vào cơ sở giáo dục Duyên Hải Trà Vinh ấy. Thì cái thời gian nó bắt toàn những cộng cán của các tỉnh miền Tây đã đưa đi, nó gọi là cái dạng cưỡng bức đó, nó thay cái án tập trung ngày xưa đó. Cho nên là rất là nhiều người, nên toàn là những tên những người cộng cán. Thì Long thấy là ví dụ cái đặc tình giang hồ ở dưới tỉnh miền Tây thì cái nét đặc trưng thì giang hồ tỉnh nào cũng nhiều, nhưng mà mình thấy mà nó nổi trội hơn thì ví dụ như là dưới miền Tây thì ở cái trại giam, thông qua cái trại giam nó thì Long biết được, ví dụ như là cái tỉnh Cà Mau, nó tỉnh Minh Hải cũ thì nó thuộc về Cà Mau, và ngày xưa nó gọi là thị xã, bây giờ chẳng lên thành phố, nên thành phố Cà Mau, và bây giờ nó tách tỉnh ra đó, Cà Mau và Bạc Liêu, nó từ tách Minh Hải thì Bạc Liêu nữa, thành phố Bạc Liêu thì Bạc Liêu, rồi giang hồ Bạc Liêu. Thì Long thấy là ở dưới trại giam là giang hồ Bạc Liêu là tương đối phức tạp, nó là tương đối nhiều, mà tức là băng nhóm này băng nhóm kia là thanh toán nhau, nó rất là lớn, rất là nổi tiếng. Ví dụ như ngày đó là Long ở dưới trại đấy, ở tỉnh Bạc Liêu có rất nhiều, ví dụ như một nhóm của cha con của anh Thạch Quân, Thạch Quang ở dưới đó, thì miền Tây Nam Bộ thì dưới Bạc Liêu thì hỏi nó thì ai cũng biết, đều biết, lại mâu thuẫn với lại một cái băng khác cũng ở chung Bạc Liêu về cái vấn đề bến bãi làm ăn, cũng rất là nổi tiếng, là cùng với trại ngày với Long này, nó tên là Văn này, nhóm gọi là nhóm Văn gì, nó kể cả đến vào trong trại cũng phải mâu thuẫn với nhau, cũng dàn quân ra để thanh toán nhau. Cho nên là ban giám thị phải chuyển ngay anh Thạch Quân, anh Thạch Quang này đi ra cái trại Uy Khiêm đó. Thế là cứ nó cái nét đặc trưng chưng thì dưới mười mấy tỉnh miền Tây thì Long thấy giang hồ ở đó, ở Bạc Liêu tương đối đông, mà tương đối là cộng cán nổi đình nổi đám đó, nó cũng như kiểu là giang hồ mấy tỉnh phía Bắc ngoài này. Sau đó là có tỉnh Cần Thơ thì cũng tương đối giang hồ cũng rất là phức tạp, mà giang hồ Bắc ở dưới đó cũng tương đối nhiều, ở Cần Thơ thì cũng rất là phức tạp. Thì cái cách hành xử của họ cũng như thế. Thế thì để mà nói là nhất thì cũng chả ai có thể nhất được, ngoại trừ là đến đó, ví dụ như ở tỉnh khác, xong đến tỉnh đó ra ngoài là kết thân với cũng giang hồ tỉnh đó, xong trong vấn đề làm ăn nó xong bắt đầu nổi lên thì Long có điều Long có chấp nhận được. Chứ còn nếu mà nó cướp ở tỉnh khác sang cướp thì Long thấy là rất là khó, ít lắm. Đó là nói ở miền Tây Nam Bộ. Còn ở trong Sài Gòn thì giang hồ nó còn chia ra các quận huyện. Như ví dụ trong trại giam thì Long thấy ví dụ như là ở quận 4 này, hay là quận 4 thì tương đối trong trại giam là giang hồ tương đối là vẫn còn giữ được cái nét ngày xưa, cũng đều là cộng cán đó. Rồi quận 1 đó, hoặc là quận Tân Bình nhưng ngày trước mà nó chưa tách thì quận Tân Bình tương đối lớn. Ví dụ ở trong trại giam, ở trại giam nào cũng vậy, cứ quân ở đâu đông thì quân của quận nào của tỉnh nào đông thì người sẽ nắm cờ thôi, sẽ làm đại bàng đó. Nhưng mà khi mà quân ít đi thì quân khác nó đông hơn thì nó lại tràn lên, nó cứ họp rồi tan lại họp. Thế thì theo góc nhìn của Long, để Long chia sẻ các bạn với góc nhìn của Long về đó, giang hồ đặc điểm của giang hồ tỉnh nào là số má nhất, và giang hồ ở đâu đầu óc nhất,
làm ăn tốt nhất. Thì đó, Long chia sẻ là góc nhìn của Long. Làm ăn thì đúng là không phải nói là các tỉnh khác không có đầu óc, nhưng mà tương đối thì từ xưa đến nay thì nói là Hà Nội thì tất cả mọi cái mà văn minh, mọi cái mà cũng là thủ đô đó, kể cả là vấn đề người dân trí thức rồi đó, kể cả giang hồ cũng đó. Cái thực sự là nổi trội thì đó, Hà Nội, giang hồ Hà Nội thì Long nghĩ là như vậy. Cũng ví dụ như là giang hồ Hải Phòng đi đến đâu thì cũng rất là nổi tiếng đó, rất là nổi tiếng là chiếm lĩnh địa bàn này, chiếm lĩnh địa bàn kia. Nói khi cũng giang hồ Hà Nội cũng vậy. Nói về đầu óc làm ăn thì trong mối quan hệ thì giang hồ Hà Nội đó là Long thấy là tương đối toàn những người có đầu óc rất là giỏi. Đó là câu chuyện mà hôm nay Long muốn chia sẻ các bạn về cái đặc điểm của giang hồ các tỉnh, giang hồ nào số má nhất và giang hồ tỉnh nào là đầu óc làm ăn giỏi nhất. Đấy là theo góc nhìn của Long như thế. Long nay chia sẻ với các bạn hôm nay, Long cũng xin được dừng câu chuyện của mình ở đây. Chúc các bạn có một ngày hạnh phúc vui vẻ.